Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm Mạng trong 6 tháng cuối năm 2024 năm Giáp Thìn à, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Thưa quý vị Nói chung ấy, trong năm 2024, năm Giáp Thìn được đánh giá là một cái năm khá là may mắn hanh thông về mọi mặt với những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm ạ. À, quý vị biết nắm bắt lấy cái vận thế thì chắc chắn cũng sẽ gia tăng thêm được cái tài lộc may mắn đến với mình. À trong năm do được cục diện là gì? Chúng ta thấy Giáp mà gặp Giáp thì nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên nó lâm vận, vậy nên trong thời gian này quý vị cũng sẽ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình công danh sự nghiệp trong thời gian này thì cũng được hanh thông. Nói chung ý, với những người tuổi giáp thân thì cái thời điểm này, cái tuổi này rồi, ở cái tuổi 81 rồi thì cũng không còn mong mỏi gì về được tài lộc phú quý cả. Mà trong thời gian này, quý vị cứ giữ gìn sức khỏe thật tốt. đó à, Nói chung là sống hoạt bát vui vẻ bên con cháu, bên những người mình thương yêu ấy, đã là tốt lắm rồi. đúng không ạ Thêm nữa, chúng ta có thân mà gặp thìn, thì nó là cục diện tam hợp nhờ có cái cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên những người tuổi giáp thân sinh năm 1944 ấy, trong thời gian này cũng dễ được quý nhân đấy các mối quan hệ thì nó trở nên là gì hòa hợp hơn từ quan hệ giữa vợ chồng quan hệ với các con cái trong gia đình với cháu chắt chút chít thì cũng đều được hanh thông thêm nữa à, cái mối quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng sẽ được thuận lợi nói chung ấy, những lúc tắt lửa tối đèn thì có nhau nên là mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ những người tuổi giáp thân Bên cạnh đó, trong thời gian này ấy, do được cái cục diện tam hợp với thái tuế, vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, để được thái tuế tương trợ thì những người tuổi giáp thân 1944 năm mạng à, quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn cho mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ quý vị nhé. À, bên cạnh đó thì trong cái năm 2024 nó giáp thìn ấy, chúng ta thấy cái địa chi thìn này này nó ẩn tàng cái thiên can là mậu, quý và ất đúng không ạ? Thì chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là thiên tài, giáp gặp quý là chính ấn và giáp gặp ất thì là kiếp tài. Nói chung ấy, trong cái thiên can ẩn tàng thì nó vẫn ẩn chứa rất nhiều cái cát tinh, rất nhiều cát tinh. Chỉ là tùy theo cái nhu cầu thôi, nếu mà các bác tuổi giáp thân 1944 ấy mà vẫn còn đang buôn bán kinh doanh vẫn còn đang làm ăn ấy, thì cũng sẽ may mắn được tài tinh đến chiếu mệnh hoặc là những bác mà đang làm công chức những bác đang làm quan chức thì cũng được cái quan vận cũng hay thông và những bác mà nói chung ấy trong thời gian này các bác buôn bán kinh doanh ấy, thì cũng cần phải gì hết sức cẩn thận do có kiếp tài lâm vận nhé nói chung ấy ở cái tuổi này rồi quý vị mong muốn lớn nhất là có được sức khỏe ổn định và muốn được an nhàn bên con cháu đúng không ạ à, thêm nữa thì trong cái năm mà gặp cái hạn 81 tuổi ấy, thì quý vị gặp cái sao tốt đó là cái sao Mộc Đức Các cụ nói là gì? Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ, thu đông dạng ngời Bán buôn thì vốn một phát mười, ra môn rộn rã, nụ cười ấm no Như vậy cái sao Mộc Đức này nó cũng mang lại nhiều cái tin tức tốt lành Thứ nhất là gia đạo được an yên, hài hòa này Các mối quan hệ nó diễn ra được tốt đẹp này Thứ hai là nếu mà trong trường hợp quý vị làm ăn buôn bán thì cũng sẽ có được cái À, cái cái công danh lợi lộc nhất định sẽ mang lại nhiều cái niềm vui mang lại nhiều cái liền, mang lại nhiều niềm vui mang lại nhiều cái sự may mắn an vui cho gia chủ cái sau này nó tốt nhất vào cái tháng 10 và cái tháng 12 âm lịch thì đây là hai cái tháng mà quý vị có thể tận dụng để gia tăng thêm cái may mắn cho mình nhé à, bên cạnh đó thì với nam mạng gặp cái hạn năm là cái hạn huỳnh tuyền các cụ nói rằng là huỳnh tuyển bệnh nặng nguy vong như vậy là những người tuổi giáp thân ấy mặc dù là được các cắt tinh nó chiếu mệnh đấy nhưng mà các bác vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Ở à, trong thời gian này tránh à, làm việc quá sức. đúng thứ nhất, thứ hai là gì? À, quý vị cũng nên tích cực luyện tập thể dục thể thao à, như là đi bộ hay là tập dưỡng sinh hay là tham gia vào những cái câu lạc bộ của những người cao tuổi ấy. Thứ nhất là vừa có cái môi trường làm việc vừa có cái môi trường là à, thư giãn đấy. À, quý vị sẽ được trò chuyện với nhiều người hơn chứ không bị cái cảnh là lủi thủi một mình ở nhà nữa đó à, vậy nên là quý vị cần phải giữ gìn sức khỏe tích cực luyện tập thể dục thể thao tránh làm việc nặng nhá và bên cạnh đó cũng nên đi khám bệnh định kỳ à, theo cái hướng dẫn chi tiết của bác sĩ à, để mà gì giữ gìn cho mình một cái sức khỏe được tốt nhất à, và để hóa giải cái hung tinh à, do cái huỳnh tuyền mang lại và tăng cường cái may mắn hanh thông thì những người tuổi à, rất thân 1944 nam mạng Quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo để mà gì trợ mệnh hộ thân. Đây là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc cho mình cũng như là gì tăng cường sức khỏe và sự bình an quý vị nhé. À, thưa quý vị, đó là cái vận trình tổng quan của năm. Thì trong năm quý vị còn vướng phải cái hạn tam tai ấy, Mặc dù cái hạn tam tai năm thứ ba nó khá là nhẹ Nhưng mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé Để phòng những chuyện xấu nó xảy ra Và vậy thì cái vận trình cuối năm của những người tuổi giáp thân 1994 sẽ ra sao? Chúng ta cùng xét nhé Đầu tiên là chúng ta thấy là gì? Cái tháng 7 âm lịch nó là tháng nhâm thân Đúng không? Tháng nhâm thân chúng ta có giáp gặp nhâm thì nó là thiên ấn À, nhờ có thiên ấn nó tương trợ vậy nên là trong thời gian này với những cái bác nào mà đang còn à, làm việc ấy, thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ rất nhiều, à, các mối quan hệ cũng trở nên thuận lợi hơn. Đó. Và gì các bác cũng sẽ gì có được cái uy quyền, có được cái tiếng nói nhá. Thêm nữa trong tháng lại có cái lưu niên trường sinh nó hỗ trợ, cái trường sinh nó hỗ trợ nó cũng cho thấy là cuộc sống của những người tuổi giáp thân trong thời gian này cũng rất là bình ổn, ít phiền não, à, à, các bác các ông có thể yên tâm mà vui vẻ cái tuổi già bên những người thân và à, bên gia đình không phải vướng bận bất kỳ cái điều gì nữa. Ở cái tuổi này rồi thì bản mệnh cũng không còn phải bon chen về cái lĩnh vực là tiền bạc hay là tài lộc gì nhiều. Mọi điều đã đều được giao lại cho con cháu vận hành. Còn bản mệnh thì có thể là gì? An nhàn mà hưởng phúc đúng không ạ? Một điều lưu ý nữa là cái thiên ấn trong thời gian này nó cũng sẽ giúp cho các mối quan hệ của quý vị cũng khá là tốt nói chung ấy cái mối quan hệ giữa bản thân và các thành viên trong gia đình cũng được vui vẻ hài hòa hơn và các mối quan hệ xã giao xã hội nó cũng được phát triển rộng rãi đó à, nói chung ấy mọi người cũng sẽ hỗ trợ nhau khi cần thiết và giúp cho quý vị đạt được những cái mục tiêu của mình không chỉ là cái mục tiêu về tiền bạc có thể là cái mục tiêu về sức khỏe về cái gì các mối quan hệ hay là gì giúp đỡ một người nào khó khăn đó vân vân đó à, tuy nhiên trong tháng thì chúng ta có này địa chi thân này ẩn tàng cái thiên can là canh nhâm và mậu chúng ta có giáp gặp canh thì nó là thất sát, giáp gặp nhâm nó là thiên ấn và giáp gặp mậu thì nó là thiên tài. thì chúng ta thấy đấy chúng ta có giáp gặp canh thì nó là thất sát, cái cục diện thất sát nó cũng mang đến những cái mối quan hệ xã giao của quý vị trong thời gian này, đôi khi nó cũng sẽ có những cái xung đột nhất định vì cái lợi ích. à những người tuổi giáp thân thì thường rất ít khi là mất làm mất lòng người khác hoặc là gây ra những chuyện xích mích. tuy nhiên ấy cái cuộc sống nó luôn phải có hai mặt, à, con người thì có tốt có xấu quý vị cũng vẫn nên đề phòng thì hơn đó à, khi mà gặp những khó khăn đấy thì quý vị cũng nên nhờ cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nhé à, thêm nữa trong thời gian này chúng ta có giáp gặp nhâm thì nó là thiên ấn thì chúng ta biết rồi đấy các mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp hơn nó cũng sẽ hóa giải những hung tinh đi và có thể giáp gặp mậu thì nó là thiên tài cái thiên tài nó xuất hiện nó báo hiệu cái tình hình tài chính của những người tuổi giáp thân trong thời gian này thì cũng sẽ khá là dồi dào À, nếu mà với bác đang kinh doanh buôn bán làm ăn ấy, thì có thể là gì phát lập phát tài còn những người mà đã nghỉ hưu rồi thì cái khoản lương thưởng thu nhập cũng có những điều bất ngờ nó xảy ra à, đặc biệt là gì có thể là gì có con cháu ở nhà làm ăn được mang tiền về biếu ông bà cha mẹ thì đó cũng là những cái tin vui đúng đó cũng là cái niềm niềm tự hào của những người tuổi giáp thân ở cái độ tuổi này đúng không ạ đó Và vậy nên là trong thời gian này để gia tăng theo cái may mắn tài lộc cho mình ấy cũng như là để gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ hóa giải những hung tinh thì những người tuổi giáp thân cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 một chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp thân 1944 Nam Mạng quý vị nhé À, tiếp theo chúng ta xếp đến tháng 8 âm lịch nó là tháng quý dậu trong cái tháng này thì chúng ta thấy là gì có thân gặp dậu thì nó là cục diện tam hội nó là cục diện tam hội được cục diện tam hội thân dậu tuất nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên các mối quan hệ xã giao bạn bè ở trong thời gian này cũng được hảo hữu hơn à, nhờ có quý nhân tương trợ mà quý vị cũng có nhiều cơ hội được kết nối giao lưu từ đó sẽ khiến cho tâm trạng của những người tuổi giáp thân trở nên vui vẻ hơn thoải mái hơn À, với cái tâm trạng vui vẻ thoải mái đó thì quý vị cũng sẽ gì à, giúp cho cái 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 vận trình của mình nó được tốt lên sức khỏe cũng được dồi dào và công danh sự nghiệp thì cũng sẽ à, đều được gì đều được tốt lên à, thêm nữa à, trong tháng thì chúng ta lại có giáp mà gặp quý thì nó là chính ấn à, cái chính ấn nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng sẽ giúp cho à, những người tuổi giáp thân rất nhiều trong cái công việc cũng như là trong cuộc sống nói chung ấy đây cũng là một cái tấm gương sáng về cái lối sống và cái kinh nghiệm à, những người tuổi giáp thân cũng sẽ chia sẻ cho con cháu cũng như là cho mọi người kế cận đấy à, nó chung sẽ giúp cho cái vận trình của quý vị được tốt lên những người tuổi giáp thân sẽ nắm được cái uy quyền sẽ có được cái tiếng nói trong tập thể cũng như là trong gia đình của mình ấy, và dẫn dắt chỉ đạo mọi việc đâu vào đó nói chung ấy trong thời gian này thì với cái sự trải nghiệm của bản thân dày dặn về cái cuộc đời này ấy, Uh, nói chung quý vị cũng đã trở thành những người trụ cột về cái tinh thần vững chãi trong gia đình uh, với những cái việc mà nêu gương sáng đạo đức lối sống giáo dục thì quý vị cũng sẽ đạt được những thành tích tốt và đem lại cái cuộc sống an vui hạnh phúc lạc quan uh, trong cái tháng 8 âm lịch này bên cạnh đó chúng ta đã có địa chất dậu này này nó ẩn tàng thiên can là tân giáp mà gặp tân nó là chính quan đấy thì cái chính quan nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng mang đến cho những người tuổi giáp thân ấy những cái ưu thế về kỹ năng thuyết phục các con các cháu trong nhà cũng như là gì à, quý vị cũng sẽ à, giúp được giúp đỡ à, là những cái à, nhờ vào những mối quan hệ của mình có thể giúp cho các con cháu được thăng tiến hơn và cái chính quan này nó cũng sẽ củng cố cái quyền uy cái quyền hành cũng như là gì củng cố cái vị thế à, cái vận quý nhân trong thời gian này nó cũng vượng đâm ra là công việc nó cũng sẽ được tiến triển một cách là xuân sẻ hanh thông và thuận lợi quý vị nhé À, nói chung ấy trong thời gian này lại được cái lưu niên mộc dục và cái tấu thư nó hỗ trợ nữa cái mộc dục nó cũng mang lại cái sự may mắn đấy cái vận khí thì đang cũng có chiều hướng đi lên sinh sôi nảy nở thêm nữa lại thêm cái tấu thư nó cũng nói là cái tài ăn nói khéo léo của mình nhờ vậy mà những người tuổi giáp thân nam mạng cũng sẽ à, chiếm được ưu thế của những người khác và mở ra cho mình những cái cơ hội để bứt phá hơn nữa trong tương lai vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi giáp thân 1944 quý vị nhé à, tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 9 âm lịch nó là tháng giáp tuất thì trong tháng này chúng ta có thân gặp tuất nó là cục diện cũng là tam hội đúng không ạ tam hội là thân dậu tuất vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi giáp thân cũng sẽ gì uh, mở rộng được cái mối quan hệ và mở rộng được các mối làm ăn cũng như là gì tạo ra được những cái khách hàng tiềm năng từ đó cũng sẽ giúp cho cái vận quý nhân của quý vị được vượng quý nhân sẽ tương trợ giúp đỡ khi mà những người tuổi giáp thân cảm thấy là khó khăn hay là bế tắc bên cạnh đó nhờ có cái tâm hội nó tương trợ mà nó cũng sẽ giúp cho uh, những người mà đang làm việc ấy thì cũng có được cái sự nghiệp ổn định hơn uh, không gặp phải cái khó khăn gì cả Thêm nữa, trong tháng chúng ta có giáp mà gặp giáp thì nó là tỷ kiên. À, cái tỷ kiên nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của những người tuổi giáp thân nam mạng trong thời gian này, nhất là về vấn đề về tinh thần ấy. Thì nhiều khi quý vị sẽ phát sinh ra cái bệnh tật đau ốm và gì, à, quý vị cũng sẽ suy nghĩ khá là nhiều. Nói chung ấy, trong cái tháng này thì cái vấn đề sức khỏe quý vị cũng cần phải đặt lên hàng đầu. À, bên cạnh đó, trong địa chi tuất thì nó ẩn tàng ba thiên can là Mậu, Đinh và Tân. Đó. Chúng ta có gì? Giáp gặp mậu thì nó là thiên tài Giáp gặp đinh là thương quan Giáp gặp tân thì nó là chính quan Đấy gặp cái giáp gặp mậu được thiên tài ấy, Thì cái thiên tài nó xuất hiện Nó báo hiệu là cái vận trình tài lộc của quý vị Cũng sẽ được hanh thông thuận lợi Những người được giáp thân có thể được con cái trong nhà gì Làm ăn được mà mang cái tiền về biếu ông bà cha mẹ Thì đấy cũng là một cái tài lộc hơn nữa quý vị gì nếu mà những người đã kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng thu hút được không ít cái tài tài vận trong thời gian này nhé bên cạnh đó chúng ta có giáp gặp đinh là thương quan cái thương quan nó cũng khiến cho các mối quan hệ của những người tuổi giáp thân ấy gặp nhiều cái bế tắc à, quý vị trong thời gian này cũng cần phải hết sức lưu ý đến các mối quan hệ xung quanh mình rất dễ xuất hiện kẻ tiểu nhân đấy nhẹ thì quý vị cũng dễ bị sức khỏe suy giảm mà nặng thì có thể là gì à, nói chung là ảnh hưởng đến cả cuộc đời nữa à, tuy nhiên chúng ta có giáp gặp tân nó là chính quan cái chính quan nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng sẽ khiến cho quý vị à, cảm thấy tự tin hơn bản lĩnh hơn trong các công việc đấy nói chung vốn dĩ những người tự thấp thân là những người bảo thủ và cứng đầu từ thời trẻ. một khi mà đã quyết tâm làm việc gì thì làm đằng, bằng được và làm đến cùng, không bao giờ chịu nghe theo ý kiến ai. và trong cái tháng này ấy, lại có cái chính quan nó tương trợ, vậy nên là quý vị vô cùng là cố chấp, đôi khi ấy, con cái bảo không nghe nhưng mà làm gì thì làm. thời gian này quý vị nên hạ cái tôi của mình xuống, hạ cái tôi xuống đấy và tích cực uh, quan tâm chia sẻ đến mọi người nhiều hơn. À, bên cạnh đó có lưu niên quan đới thì nó cũng giúp cho cái vận trình sức khỏe cũng được tốt lên. À, cái lưu niên tướng quân nó cũng báo hiệu là trong thời gian này quý vị cũng có tài lãnh đạo, nói năng à, dẫn dắt cả gia đình để đi đến những cái bến bờ hạnh phúc. Vì vậy mà quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nhé. Tháng này cũng là một cái tháng khá là tốt khi mà được hàng loạt các cắt tinh nó chiếu mệnh. À, và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì các bác tuổi giáp thân 1944 nam mạng, các bác hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp thân 1944 năm à, mạng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 10 âm lịch, nó là tháng ất hợi. Thì trong tháng này chúng ta có thân hợi là cục diện lục hại. À, cái cục diện lục hại với nguyệt lệnh nó cũng khiến cho những người tuổi giáp thân trong thời gian này cảm thấy bất mãn nóng nảy à, khiến cho gì quý vị vô cớ xảy ra những cái sự vụ với những người thân trong gia đình nói chung ấy, con cháu khuyên can thì cũng không nghe tạo nên cái cảm giác là ức chế về tinh thần à, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của bản mệnh bên cạnh đó các mối quan hệ xã giao trong thời gian này cũng sẽ gì gặp nhiều cái bế tắc do gặp cái cục diện lục hại nó gây ra quý vị dễ gây những mâu thuẫn dễ gây, gây ra những cái xung sát với những người khác bên cạnh đó chúng ta có giáp mà gặp mà ất ấy thì nó là cái vận kiếp tài lại gặp cái kiếp tài lâm vận nữa vậy nên nó cũng đe dọa đến cái tài vận đe dọa đến cái công việc cũng như là các mối quan hệ khiến cho bản mệnh dễ bị hao tốn tiền bạc tài lộc à, đã đến tuổi này rồi ấy, nhưng mà vẫn có nguy cơ là gì bị tranh đoạt cái lợi ích tranh đoạt cái tài lộc à, và thời gian này ấy, nói chung ấy cái kiếp tài nó cũng khiến cho cái công việc cái À, cái sự nghiệp của những người tuổi giáp thân 1944 năm mạng cũng trở nên khó khăn hơn và dễ đi vào cái bế tắc. Tuy nhiên ấy thì chúng ta có ất thì ẩn tàng thiên can gì? À, cái 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 địa chi hợi này này, nó ẩn tàng thiên can nhâm và giáp. Thì chúng ta có giáp gặp nhâm thì nó là thiên ấn. Nói chung cái thiên ấn nó cũng củng cố được cái quyền uy cái địa vị và khiến cho những người tuổi giáp thân trong thời gian này cũng có cái tiếng nói hơn. Đấy. À, nói chung ấy bên ngoài cái vẻ hiền lành đức độ thì quý vị lại chứa ẩn chứa một cái sức sống thanh cao và thoát tục cái tính cách của những người tuổi 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 giáp thân trong thời gian này thì càng già lại càng dễ gần càng hào phóng và càng hòa đồng với mọi người xung quanh vì vậy mà quý vị cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp thêm nữa chúng ta có giáp mà gặp giáp thì nó là tỷ kiên cái tỷ kiên nó báo hiệu trong thời gian này những người tuổi giáp thân nam mạng cũng cần phải kiên định đấy cái sức khỏe của mình trong thời gian này nó cũng không được tốt cho lắm và cần phải hết sức chú ý quý vị cần phải có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý tích cực luyện tập thể dục thể thao để nâng cao cái sức khỏe của bản thân cũng như là để cho tinh thần nó được vui vẻ thoải mái hơn thêm nữa trong tháng lại được cái lưu niên lâm quan nó nhập mệnh nó cũng mang lại những cái tin tức tốt lành đấy à, tuy nhiên quý vị để ý nhá có cái lưu niên tiểu hao này này nó cũng gây ra cái sự mất mát tiền bạc có thể là gì À, quý vị bị bệnh tật và phải chữa trị mất khá nhiều tiền bạc ấy, tốn kém khá nhiều tiền bạc thì mới có thể là khỏi được đấy vì vậy mà quý vị cũng cần phải lưu tâm nhé trong tháng này giữ gìn sức khỏe là một thứ hai là quản lý tiền bạc một cách là cẩn thận đó và để gia tăng thêm cái may mắn cho cái vận trình của mình ấy, thì các bác hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân các bác nhé à, tiếp theo chúng ta sẽ lên tháng 11 âm lịch nó tháng bính tý thì trong tháng 11 âm lịch chúng ta có thân gặp tí nó là cục diện tam hợp nhờ được cục diện tam hợp quý nhân nó xuất hiện nó cũng sẽ trợ giúp cho vận trình của các bác tuổi giáp thân trong thời gian này gặp nhiều cái sự xuân sẻ hanh thông mọi việc diễn ra đúng như là dự kiến khá là êm ả à, không có gì phải phiền lòng cả những người tuổi giáp thân ấy, trong thời gian này cũng quây quần bên con cháu và giúp đỡ những liệt việc lặt vặt trong nhà à, tuổi già rồi thì quý vị cũng như thế cũng đã cảm thấy là rất là vui rồi đúng không ạ Thêm nữa, ở trong tháng này có gì bính gặp giáp thì nó là thực thần. Cái thực thần nó xuất hiện, nó cũng báo hiệu là cái vận trình tài lộc của những người tuổi giáp thân trong thời gian này, nói chung là cũng gì có nhiều cái biến động đấy. Thực thần nó cũng sẽ mang lại nhiều cái lộc ăn uống trong thời gian này những người tuổi giáp thân ấy thì cũng nhiều có nhiều cái 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 cái, 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 cái cuộc tham gia cuộc vui đấy, được con cháu, được người thân mời đi. Nhưng mà quý vị nên nhớ nhé, ở cái tuổi già này rồi ấy, thì quý vị cũng ăn uống chừng mực thôi tránh xa các chất kích thích rượu bia kẻo lại gây hại cho cơ thể vừa là gì à, khiến cho sức khỏe bị suy giảm lại vừa gì mất công mất việc nữa đấy đôi khi còn làm ảnh hưởng đến con cháu nữa à, bên cạnh đó trong tháng này thì cái địa chi tý nó ẩn tàng thiên can là quý mà chúng ta có giáp gặp quý thì nó là chính ấn đấy cái chính ấn nó đem đến cho những người tuổi giáp thân các mối quan hệ xã giao được tốt đẹp hơn à, gia chủ cũng nên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội để tạo nên cái sự gì cái cái sự tích cực đấy có một cái năng lượng tích cực hơn được mọi người được trao đổi với mọi người nhiều hơn thì sẽ gì tiếp thu thêm được nhiều cái kiến thức mới hơn và quý vị cũng sẽ gì nói chung ấy có được một cái sức khỏe dồi dào hơn quý vị nhé nói chung ấy trong tháng lại có liên niên để đế vượng và cái thanh long đấy nó cũng sẽ giúp cho gia đạo được hài hòa bình an à, công việc thì hanh thông thuận lợi nói chung là sức khỏe thì cũng dồi dào không có vấn đề gì nghiêm trọng trong thời gian này cả vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi giáp thân 1944 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 9119 để thỉnh ghế vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp thân 1944 năm mạng quý vị nhé. Đó là cái tháng tháng 11 đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 12 lịch nó là tháng đinh sửu. Trong tháng này chúng ta có giáp gặp đinh thì nó là thương quan. Đấy, bị cái thương quan lâm vận nó cảnh báo là cái tháng cuối năm này này, những người tuổi giáp thân, nam mạng có thể gặp các chấn thương ở chân tay như bị ngã hay là gì? À, nói chung là tuổi đã cao thì quá trình lão hóa tự nhiên nó cũng sẽ dễ dẫn đến những cái bệnh tật nó phát sinh. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận, giữ gìn sức khỏe của mình trong thời gian này nhé. Ngoài ra thì các, các bác cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để tránh xảy ra những cái điều bất chắc. À, bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì chúng ta có địa chi xỉu nó ẩn tàng cái thiên can là kỷ, tân và quý. Thì chúng ta có giáp gặp kỷ nó là chính tài, giáp gặp tân là chính quan và giáp gặp quý thì nó là chính ấn. Nói chung ấy, về cái vận trình tiền bạc tài lộc thì cũng không phải là cái nỗi lo của người, những người tuổi giáp thân nữa. Trong thời gian này quý vị gặp cái lưu niên suy nó nhập mệnh đó vậy nên nó báo hiệu là cái vận khí đang đi xuống những người tuổi giáp thân làm gì thì làm cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình tránh để xảy ra những cái sự cố bất chắc thêm nữa lại thêm cái lưu niên kình dương kình dương nó là một cái hung tinh nó mang lại những cái hung họa mang lại những cái khó khăn nhất định trong cái công việc cũng như là trong sự nghiệp nó sẽ khiến cho quý vị gặp những cái họa hình thương một cách bất ngờ cũng như là gì dễ vướng phải họa kiện tụng quan trường vì vậy mà làm gì thì làm trong thời gian này những người tuổi giáp thân cần phải hạ cái tôi của mình xuống thật bình tĩnh khi mà đối diện với những cái khó khăn với những trắc trở đó à, quý vị cũng đừng có gì uh, dùng cái cảm xúc để mà phán đoán vì rất dễ xảy ra những cái sai lầm đáng tiếc à, tuy nhiên trong tháng thì cái sức khỏe của quý vị cũng được đảm bảo nhé do cái lưu niên lực sĩ này lại có phúc đức và thiên đức nó chiếu mệnh đơn ra là cái cát tinh này ấy, nó cũng sẽ báo hiệu là à, quý vị cũng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc bên những người mình thương yêu vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi giáp thân 1944 Nam mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp thân 1944 Nam mạng quý vị nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi giáp thân sinh năm 1944 trong 6 tháng cuối năm 2024, năm giáp thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.